Một con đường trong hai con đường. Điệu lý chiều chiều. Lòng dặn lòng nguyện mang gió
canh lương dân trọn cho trần gian. Mình dặn mình Bồ Đề tâm kiên cố, đạo Như Lai vạn kiếp nan tâm. Chung nghe cái thác cà phê á. Chiều qua con đề nghị thì có gì chở xe ông lên coi cái hướng đặt cục đá chỗ nào đó. Anh không biết, anh về là con làm xong rồi cái trở lên. Con khắc trong cái cục đá đó là khắc có cái hình sư ông đang giảng pháp luôn. Dạ, rồi ở dưới này có một cái đạo tràng đang ngồi luôn, làm kỷ niệm luôn. Con có nói với cô Như Tính á là coi cái hình nào đó sư ông thích á, lúc một sư ông giảng đó thì đưa con lựa ra, đưa con, tặng con cho thợ nó khắc luôn. Đừng thông lặng lẽ hữu tình, tư bề mạnh khỏe chỉ mình với ta, hả sư ông ha. Tư bề mạnh khỏe chỉ mình với ta. Hồi xưa ông lên trên đây. Xa bề tủ sắc say mùi đạo, hả sao ông? Trời ơi, ngán chữ công danh mến pháp màu. Cũng lượng bài đó ha. Bài của sư ông không á? Lượng bài sư ông không? Thôi đó mà sư ông, nhưng mà còn quay lại được thời mà 70 tuổi ha. Trời ơi, làm đã lúc đó là cái bài đó của Duy Hộ làm cho bài của thầy. Ghê chưa, ghê cái đầu chưa? Mến phép màu, mới chỉ tài tiên hùng cuối cổ, vừa quân chạy báo là quý tan đầu. Cái chạy là cái dáng hoài sử đó. Cái dáng hoài sử của Duy Hộ đó. Vừa quân chạy báo quý tan đầu, chớ tụi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thâu. Trời ơi, sao ông nhớ thầy. Nhớ. Còn nhớ. Nhắc tới ngán chữ công danh là sao ông nhớ rồi phút sau. Hồi đó bộ trẻ phong thần đó. Yeah. Thầy đọc tác rồi rồi đọc nát nước đọc thuộc mấy thôi. Đọc nát nước thuộc mấy luôn. Bây giờ của tiên nhân của người thường gì thuộc mấy hết. Dạ. Sư ông á, chọn là đúng. Những cái thiền sư á, của năm xưa á, cũng lên núi lên cốc mà chứ không có ở dưới bình thường. Dạ đúng rồi, cho nên làng quê xa cách. Cô với trông chọn cái vị trí gặp gì nát chưa? Rồi. Đâu ngoài. Thế ông nói là trên đúng cao đó. Đúng rồi, trên cao á. Chỉ đó. Nãy là em làm nghĩa rồi. Chỉ đó vai cái mặt vào đây. Rất là đẹp. Đâu miếng cô là miếng này không? Dạ. Miếng cô là miếng này. Người mong manh còn chi đâu thú vui trên cõi trần. Con
mong ước mong sao cho đường tu đừng dương diêu. Mình ủi một cái đường mới, đánh cái dòng long hằng câu thì dương già nó chết tới nay luôn ha. Truyền dạy cho giáo môn của Phật Đà, nguyện hằng nguyện cho con lòng sáng trong nhớ ghi lời vàng. Tôi cảm thương cho ai ngày đêm thầm thương trộm nhớ, tưởng nhớ cảnh xa xăm từng giây heo hắt tâm can. Mình trao mình tự an, chờ ngoại lai giúp ta hy vọng gì. Người già người thương nhau, đừng cậy ai ở quan không hoàng đường. Thế ra là chị bằng bằng đi chơi cho thôi, chị để mấy đứa đi chạy sảnh chảnh thôi. Giờ con đi thì sao, con đi vòng qua cô. Đi ngang luôn cho vô hình. Bảo Đức chở sư cô. Dạ. Bye bye cô. Bye. Từ từ chạy. Đó, đi xuống rồi, đi xuống rồi. Không phải để quay chút nữa.